Colos DHA cộng thông minh sáng trí đề kháng khỏe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi của Trâm Anh. Cố lên Trâm Anh, cố lên trở lại. Câu hỏi đầu tiên: có chí thì nên, có chí thì hên, có chí thì gãi, có chí thì ngứa. Đâu là câu tục ngữ đúng? Có chí thì nên. Chính xác. Yeah. Trời, cái câu này sao mà ai nói con không biết nhở? À, bà nội con nói á. Hay quá. Câu hai đố mẹo nha. Đố mẹo con giỏi lắm. Úi trời ơi. Úi trời ơi. Rồi, vậy cô giáo khen bạn Tôm là người có chí thì bạn Tôm phải làm gì? A. Nhờ mẹ bắt. B. Khóc với mẹ. Và C là không cần làm gì. Bạn Tôm không làm gì cả. Không làm gì cả. Chính xác. Lên. Tiếp. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy gần tới ngày kiểm tra thì con sẽ làm gì? Gần tới ngày kiểm tra thì mình sẽ luyện tập thật là tốt. Luyện tập cái gì nhỉ? Mình luyện tập bài tập. Chính xác. Yeah. Con đâu có dành chú Trinh Phạm đâu mà chú Trinh Phạm còn phải nhắc con. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sao mà tôi chưa bao giờ thấy một đồ chơi mà quê như vậy. Hên quá tôi chưa nhắc. Nhắc tôi lên dĩa chung rồi. Ok. Bé là rất là nóng lòng rồi. Chúng ta phải đặt câu hỏi tiếp theo thôi. Nữ hoàng và hoa hậu, ai là người được đội vương miện? Ôm cả hai. Chính xác. Lên. Hay dữ vậy trời. Con được điểm A môn vẽ nên cô giáo thưởng cho con một hộp sữa Colos DHA cộng. Vậy bạn B được điểm A môn toán thì cô giáo thưởng gì? Cũng thưởng y hệt luôn. Cũng thưởng y hệt luôn. À, thưởng cái gì cũng được. Trời ơi, nói gì nữa. Lên. Chính xác. Hay à. Thực ra khi mà con nói là cô cũng thưởng cái đó thì cũng đúng. Bởi vì là cô thích thưởng cái gì cô thưởng mà, đúng không con? Đúng rồi. À. Giọng rất là quanh vàng nha. Mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ. Vậy ngày đầu tiên đi học con có nên nói chuyện với các bạn không? Dạ có, đó chỉ là các bạn thôi chứ có phải là người lạ đâu. Đó là người quen mà. Chính xác. Lên. Thực ra thì các bạn những cái ngày đầu tiên mình đi học thì họ cũng là người lạ với mình. Nhưng mà vì là các bạn ở trong lớp mà, đúng không? Đúng rồi, không có gì phải sợ. Đúng rồi, các bạn sẽ sớm trở thành những người bạn thân thiết của mình thôi ha. Con gái của tôi. Vậy lần đầu nói chuyện với bạn thì con sẽ kêu là bạn ơi hay là người lạ ơi? Bạn ơi. Chính xác. Lên. Khóc lên người câu rồi kìa. Đúng rồi. Bạn ơi cũng là một câu trả lời chính xác. Nhưng mà cái việc con muốn kêu bạn là gì thì đó là quyền của con. Có thể con sẽ kêu bạn bằng tên của bạn đúng không? Đúng rồi. Ok. Khi đi tắm thì con sẽ mặc quần hay mặc áo trước? Dạ không mặc cái gì hết. Đi tắm mình đâu có mặc áo được đâu. Mà sao anh nhắc chi vậy anh? Anh là nhắc. Trời ơi. Chính xác. Lên. Bởi vì khi đi tắm thì chúng ta sẽ phải cởi đồ ra để tắm chứ không mặc cái gì vào để tắm hết. Vậy thì đố quà đi tắm gì thì mới mặc đồ? Tắm xong. Trời ơi, cô thông minh vậy. Hoặc là té xong. Hoặc là té xong. Ơi đó. Té xong hả? Ok, không ai mong té xong con ha. Rồi, bây giờ sẽ là câu số 9. Trời ơi. Hay quá. Con ơi. Ôi, con không ai thèm nhắc bài con nữa đâu. Theo con, búp măng non sẽ mọc ở đâu trên cành tre? Búp lông non hả? Búp măng non. Măng á con. Cái gì ta? Cái... Dạ chắc là nó không có mọc ở đó. Vậy là nó sẽ mọc ở đâu? Nó mọc dưới đất. Ai... Chính xác. Lên. Câu cuối cùng. Hay quá. Cố lên, cố lên. Đúng là nó không mọc trên cành tre là đáp án đúng rồi. Nhưng mà nó mọc ở dưới gốc á. À. À, sau đó nó mới thành cây tre mà mọi quá người. Quá trời giỏi vậy bà ơi. Ngày xưa nhà em có dầm tre mà. Câu cuối cùng mọi người ơi. Trời ơi. Bà ơi cho một câu nào dễ thôi. Câu khó, câu dễ gì con chắc hết. Trời ơi. Trời ơi. Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Vậy trong câu trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, chấm 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 và biết cái gì nữa mới là ngoan? A. Biết đi học. B. Biết học tập. C. Biết học hành.
Suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ. Con nghĩ là biết học hành. Tại sao, tại sao? Tại vì học hành mới là giỏi. Mình học hành rồi mình có kiến thức. Chính xác. Xin chúc mừng cho Mai. Trời ơi, quá trời bé rồi. Vui quá. Tuyệt vời. Bé mình vui quá. Hay quá. Tuyệt vời con ơi.